Quý vị thân mến, một điều kỳ lạ khi đến Nhật Bản đó là thật khó để có thể gặp một người vô gia cư hay ăn xin nào đang ngửa tay ra xin tiền người qua đường trên phố. Mặc dù chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh người đàn ông mặc kimono là ủi sạch sẽ tươm tất, chân đi giày trắng bóc như vừa mua từ cửa hiệu, tay cầm chuông và chiếc bát gỗ nhưng lại đứng im trên vỉa hè. Mặc dù chiếc bát gỗ trên tay ông ta khiến bạn biết đó là chiếc bát để đựng những thứ mà người đi đường cho ông, nhưng ông lại không hề có hành động giơ bát ra xin. Tại sao ở Nhật Bản, đến người hành khất cũng có lòng tự trọng đến vậy? Theo một số liệu thống kê thú vị, tại Tokyo có 2.000 người vô gia cư, nhưng bạn sẽ không bao giờ gặp được bất kỳ người vô gia cư hay một cậu bé lấm lem nào trên đường phố Nhật Bản đang ngửa tay ra xin tiền một người qua đường hay một ai đó. Hầu hết những người vô gia cư ở Nhật Bản đều là những người già, trẻ em khuyết tật, chủ doanh nghiệp bị phá sản, nhân viên văn phòng, sinh viên tốt nghiệp ra trường vì một lý do nào đó mà phải rẽ ngang cuộc đời. Dù rơi vào bế tắc hay bi thương, họ không hề ngửa tay ra xin tiền. Mặc dù chính phủ Nhật Bản đầu tư thực thi chính sách trợ cấp nhân sinh, trung bình một người có thể nhận số tiền trợ cấp hàng tháng lên tới 120.000 yên, tương đương với khoảng hơn 22 triệu đồng để trang trải cuộc sống tối thiểu. Tuy nhiên, rất nhiều người nghèo ở Nhật Bản từ chối nhận chính sách này, đơn giản vì họ nghĩ rằng như vậy đang làm mất đi lòng tự tôn trong nhân cách của mình. Lòng tự trọng của người Nhật rất cao, họ cho rằng mình có thể chết nhưng không được xin của bố thí. Tại Nhật Bản, những người ăn xin là những người bị coi thường nhất vì họ cho rằng tinh thần võ sĩ đạo sẽ không cho phép họ làm vậy. Người Nhật tâm niệm rằng một người cho dù đến bước đường cùng cũng không bao giờ nhược trí. Cũng chính bởi vậy, từ đống đổ nát hoang tàn sau cuộc chiến tranh khốc liệt, Nhật Bản đã vươn mình trở thành một siêu cường quốc kinh tế chỉ trong một thời gian ngắn, khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục. Lòng tự trọng được xem là giá trị cốt lõi trong văn hóa của người Nhật. Không chỉ riêng đối với người giàu, mà ngay cả người vô gia cư cũng hiểu rằng sự tôn nghiêm làm nên một con người, chứ không phải tiền bạc hay chức vị. Giáo dục cho trẻ em về lòng tự trọng trong nhân cách được người Nhật chú trọng ngay từ khi còn bé. Đến Nhật, bạn có thể trông thấy một cậu bé 2-3 tuổi đang lẫm chẫm tập đi theo mẹ. Nhưng nếu chẳng may bị trượt ngã, không bao giờ người mẹ cuống quýt vội vã đỡ con dậy. Thay vào đó, mẹ cậu bé sẽ quay lại và nói rằng, con hãy cố tự mình đứng dậy nhé. Không dựa dẫm mà tự đứng dậy ngay tại chính nơi mình vấp ngã là bài học về lòng tự trọng đầu tiên mà mỗi người con Nhật Bản được học ngay khi còn bé. Có thể bạn chưa biết, tại Nhật, khi một người cảnh sát bắt gặp một người lái xe vi phạm luật giao thông, anh ấy sẽ không bắt người tài xế xuống xe mà sẽ bước đến bên buồng lái hỏi chuyện với người tài xế chỉ vì muốn giữ lòng tự trọng cho người lái xe. Tại một cửa hàng của Nhật Bản, người chủ tiệm đã quyết định lắp đặt camera để quản lý trông coi hàng hóa, phòng trường hợp bị mất cắp. Ngay một thời gian sau, không có bất kỳ vị khách nào ghé đến cửa hàng mua đồ nữa. Họ tẩy chay chủ tiệm vì ông ấy đã làm tổn thương lòng tự trọng của mình. Cũng từ đây, trong các siêu thị hay tiệm tạp hóa của Nhật đều không lắp camera như các nơi khác. Và một điều kỳ lạ trong hàng tá những kỳ lạ về xứ sở này đó chính là chỉ trong vài ba năm, nước Nhật có tới từ 4 đến 5 thủ tướng. Không phải người đứng đầu của đất nước bị cách chức mà họ xin từ chức. Từ chức vì lòng tự trọng. Trong bất kể một lĩnh vực nào, dù chỉ là một sai phạm nhỏ, dù đó là do cấp dưới gây ra, người đứng đầu luôn nhìn nhận rằng nguyên nhân dẫn đến hậu quả này xuất phát từ chính họ, là lỗi của chính mình. Có câu chuyện kể về một vị giáo sư khi bị người khác đâm xe làm ngã. Ông đứng dậy và nói với người làm ông ngã rằng, xin lỗi vì tôi mà ông gây ra chuyện này. Người Nhật rất kiêng kỵ xúc phạm người khác. Trong giao tiếp, họ luôn cố gắng tìm cách nói giảm, nói tránh bằng những hành động ít mang tính đe dọa, không làm tổn thương người khác trước đám đông vì người Nhật muốn giữ lòng tôn nghiêm cho người khác. Người Nhật hiểu rằng giữ lòng tự trọng không phải là mục đích để thể hiện tôi là ai, tôi là người như thế nào với người khác, mà họ tin khi có tự trọng, con người sẽ biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, điều gì nên và không nên làm, từ đó mà gặt hái sự tôn nghiêm của chính bản thân mình. Tự trọng trong văn hóa người Nhật xuất phát từ tâm niệm sống tốt đẹp, dạy con người ta biết vươn lên sau những khó khăn, luôn cố gắng suy nghĩ và hạn chế tối đa thương tổn trong tâm người khác. Có lẽ cũng bởi lòng tự trọng này mà Nhật Bản ngày nay đã không chỉ biết đến là xứ sở của hoa anh đào thơ mộng hay những ngọn núi tuyết cao sừng sững, mà còn là đất nước của những giá trị nhân cách cao cả.
Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của Diken Văn hóa. Quý vị thân mến, chúng tôi tin rằng nếu mỗi người đều trở nên nhân ái và vị tha, thì thế giới sẽ mau chóng trở thành một nơi mà tình yêu thương và trí tuệ ngự trị. Mến chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Khánh Linh xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.